Hi, xin chào các bạn. Mình là Minh Đức Game Anh đây. Thì hôm nay mình sẽ trên tay một cái bao da dành cho iPad Pro. Nha bạn. Thì nó có mã hiệu, nó là của hãng Uniqui và nó có mã hiệu là Razer 360. Đó. Thì cái của mình á là dành cho iPad Pro 2024 nha bạn và 13 inch, nó có 11 inch nữa nha bạn. Thì cái này mình mua nó là 1.490.000 nha bạn. Đó, thì cũng hơi tương đối mắc nha bạn. Thì cái này nó làm được những gì? Đó. Thì đầu tiên cái mặt đầu tiên nó là gì? Nó gấp rất là nhiều cái hình dạng nha bạn nên nó rất là mắc. Đó, nó là Ryzen 360 with built-in pencil holder, có nghĩa là giữ cái bút chì được nha bạn. Rồi, cái kẹp bảo vệ đứng chân đứng luôn, nó làm cái chân đứng luôn cho bạn nha. Đó. Có thể là xoay được, ở đây là xoay được 360 độ luôn nha bạn. Đó, cái mặt trước đó mình mua cũng mắc gần 1,5 triệu. Thì mặt bên hông của nó là bạn đó cũng không có gì. Rồi mặt trên cái này là nó ghi cái hiệu màu đen. Rồi unit better by design đó. Thì cái mặt bên sau của nó này, cái gói này là tái chế đó. Thì ở đây có mặt là bao da này, nặng khoảng 250 gram, công ty nhập khẩu phân phối độc quyền là công ty trách nhiệm hữu hạn TMTLC Việt Nam, địa chỉ là 108 Hồng Mậu, phường 7 nha, Hoàng Trọng Mậu, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh nha bạn. Đó. Đó, đây đó, thì mình khui nha bạn, khui ra đó. Rồi cái bộ hộp không có gì, mình để bên đây. Rồi cái miếng giấy lót cũng không có gì thì mình bỏ lên đây. Rồi cái này ở đây luôn. Rồi đây là cái bao của mình, có dòng chữ là Uniqui luôn nha bạn. Đó đó, các nó không biết như nó bằng da đó, xếp ngang tùm lum hết. Rồi mình khui ra lên phía trong luôn đó. Phía trong luôn thì nó có cái miếng xốp đây này, bỏ dưới đây luôn. Thì ở trong đây nó có dòng chữ là Better by Design đó. Cái này á, đó, nó mở ra giọng nó mở ra như vậy, bự như vậy luôn rồi. Mà của mình 13 inch, cái này là nhựa cứng nè đó. Thì cái mặt của nó gì, rồi có chữ Uni, nó Razer 360. Rồi cái này nhựa cứng nha bạn, cái này bằng nhựa cứng. Thì trước khi ráp iPad mình thử coi coi nha. Đó thì nó đứng được cái gì, đứng được gì đó, nó đứng được mấy cái đó. Rồi nó xây được luôn rồi, nó xây được luôn rồi bạn đó, nó xây nó đứng gì luôn đó, xây 360 độ luôn. Rồi để mình gắn cái iPad của mình vào thử nha bạn. Đó, mở ra cái bằng da, như là bằng da mình cũng không chắc nữa. Đây cái iPad Pro 2014 của mình đây, 13 inch nha bạn. Đó thì cái chiều camera gắn vào thôi, nó nhựa cứng. Rồi vô khớp rồi bạn, vô cái khớp luôn. Rồi lên luôn, thì đầu tiên là nó được đó, đậy lại, nó đậy lại là như vậy đó, đậy lại là như vậy. Ngoài sau mặt nó, ngoài sau camera giấy. Rồi đầu tiên nó thấy nó đứng sao, đầu tiên là bật ra đó,
Thôi nó đứng vậy bạn. Đó. Thì nó có nhiều cách, nhiều nhiều ấy, nhưng mà nhiều nhiều thế đứng nha. Đó. Tùy mình luôn. Rất là gọn. Đó. Đó, thế nhiều thế đứng nha bạn. Rồi. Rồi mình thử đứng như mình thử đứng như nó nha. Bẻ cái này ra. Rồi bẻ cái này vô. Đó. Rồi bẻ này vô luôn hả? Bẻ cái này ra chứ, bẻ cái này ra. Đó, bẻ cái này ra. Bẻ hai cái này ra như vậy. Đó, vậy là đứng. Đứng thì cái chân mình phải bẻ ra ngoài. Như vậy. Đó. Đó. Đó là một cái thế đứng các bạn. Đó. Rồi mình có thể mình quay 360 độ ra gì? Đó. Đó. Thì nó nhiều thế như vậy. Rồi hạ thấp nữa, làm sao? Hạ thấp nữa. Hạ thấp nữa. À, đứng gì? Đứng gì nó cao, tương đối cao như vậy. Đó, cái thế đứng nhìn từ phía sau nha bạn. Này nhìn từ bên hông này. Đó, nhìn phía trước luôn nè. Đó, nhìn phía trước. Đó. Nhìn từ bên hông này. Rồi, để mình coi cái thế khác nha. Mình xoay này. Đó, mình xoay cái chân đế này. Đó. Mình xoay nhẹ nhẹ xuống là nó đứng lên luôn bạn. Đó, nó đứng cái mặt lên luôn. Đó, các bạn có thể thấy là nó đứng như vậy luôn. Thì nó nhiều kiểu lắm. Nhưng mà nó hơi rung nha bạn. Đó. Đó, xoay 360 độ luôn. Ngược về gì luôn. Ngược lại gì luôn. Đó, ngược lại gì luôn. Rồi. Cầm thâu là mình để xuống mình nằm như là mấy cái kiểu khác nha bạn. Đó, mình nằm như kiểu khác nè. Đó. Mình có thể mình dựng về rồi mình cho nó mình điều khiển từng lắc từng lắc. Đó, nó nhiều lắc lắm mày. Đó. Thu nhỏ lại này. Ở trên đây là nó có cái đựng đồ đựng bút này. Rồi, thì cái này là cái bao cao cấp nha bạn. Các bạn nào có điều kiện thì mua, mình thấy là mua xài cũng rất là ok nha bạn. Rồi, bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Hẹn gặp các bạn ở các video sau.